Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em làm một món chay siêu đơn giản cho quý cô bác đây, đó chính là hẹ chiên. Món này thì quý cô bác có thể dùng để ăn vặt hoặc là ăn với cơm cũng rất là ngon. Ăn với cơm thì quý cô bác kèm thêm một ít rau dưa chấm cùng nước mắm chay chua ngọt. Nếu quý cô bác thấy thích thì vào bếp cùng làm với em nha. Nguyên liệu siêu đơn giản, chỉ cần có hẹ nè. Ở đây em dùng là 200g hẹ nha. Để cho món chiên thêm giòn ngon thì em dùng đó là bột chiên giòn. Quý cô bác dùng loại bột nào cũng được. Một ít mè rang. Quý cô bác không có mè rang cũng không sao nha. Tiếp theo là một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay. Ăn kèm thì tương ớt và một ít dầu ăn để chiên. Nguyên liệu khá đơn giản luôn phải không? Bây giờ thì cùng làm với em nha. Hẹ thì em mang đi cắt nhỏ như thế này nè. Nếu quý cô bác thích nhiều màu sắc, chúng ta có thể sử dụng thêm một ít bắp ngọt, bắp cải và cà rốt. Và tất cả các loại rau củ đều cắt nhỏ hết nha. Hẹ cắt xong, em cho vào trong một cái thố to. Tiếp theo là cho vào đây một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay, hai muỗng cà phê mè, trộn đều chúng lên. 200g hẹ thì em sử dụng 100g bột chiên giòn. Trộn thật đều cái phần bột, sau đó thì cho nước vào. Phần nước cho vào chỉ tí xíu thôi nha quý cô bác. Cho vào một ít như thế này nè, thấy nó còn khô, quý cô bác cứ trộn đi, chút xíu nó sẽ ướt và mềm dẻo thôi. Khuấy đều một hồi thì bột nó sền sệt như thế này nè quý cô bác. Như thế này là có thể chiên rồi. Bây giờ thì chuẩn bị một chảo dầu nóng và sử dụng ít dầu thôi để khi ăn thì nó sẽ không ngán. Khi nào dầu nóng rồi thì cho cái phần bột này vào và chiên. Quý cô bác có thể dùng nồi chiên không dầu để chiên cũng được nữa nha. Để lửa liu riu, đến khi nào mà những cái miếng bột chiên này nó vàng giòn thì lấy ra. Món này mà dùng để ăn vặt thì cũng rất là ngon, chấm cùng tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise. Phần bột bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thì thơm mùi hẹ. Ăn rất thích và làm siêu đơn giản luôn phải không quý cô bác? Những miếng hẹ chiên đã vàng giòn thì quý cô bác vớt ra, cho qua giấy thấm dầu để loại bỏ bớt đi phần dầu ở trong bánh. Rồi thì xếp ra đĩa, ăn kèm thì có thể chấm cùng tương ớt nè. Hoặc là chấm cùng nước mắm chay chua ngọt, thêm một ít rau dưa nữa cùng bánh tráng, ăn cũng rất là ngon. Xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Rất cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau nha. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe ạ.